Xin chào các em. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em học toán hình nâng cao cho các em nha. Những bài tập này cũng khá là hay và khó, sẽ giúp các em đặc biệt trong đề thi các em thi học sinh giỏi nha các em. Vậy thì các em quan sát vào đây. Đấy, các em quan sát vào đây ha. Cho tam giác BC vuông tại C, đường cao CK, đường phân giác góc ACK cách BC, cách AB tại E, chứng minh BC bằng BE nha. Để hãm tụng vậy thôi ạ. Rồi mình sẽ chứng minh ha. Đầu tiên, tôi vẽ tam giác ABC vuông tại C trước. Vẽ vuông nằm nha các em. Rồi vuông tại C các em. C vậy thì đây là A. Đây là ABC ha. Tùy các em. Đây là A đây ha. Đây A đây thì đây là B đây. Nha. Ở đây là C nha. Rồi. Đường cao CK, các bạn đường cao CK. Đường cao CK. Tiếp tục các em. Đường phân giác của góc ACK. Đường phân giác của góc ACK đây này. 1 7 7. Thì đây nha. Đường phân giác thì hai góc này phải bằng nhau nha. Đó. ACK cắt AB tại E. Rồi, yêu cầu chứng minh BC bằng BE. BC bằng BE. Rồi, yêu cầu chứng minh cạnh này bằng cạnh này ha. Em thử suy nghĩ đó. Có hai góc này bằng nhau nha. Thì là một vòng này. Hai góc này bằng nhau. Rồi, yêu cầu chứng minh BC bằng BE. Vậy chắc ăn là tam giác BCE là tam giác cân rồi đúng không? Theo tôi nghĩ là các em phải đưa về tam giác cân. Mà muốn chứng minh được tam giác cân thì phải chứng minh hai góc bằng nhau. Tại vì đang chứng minh hai cạnh mà đúng không? Vậy thì theo tôi gợi ý là em tôi suy nghĩ đấy. Em lấy chứng minh góc E này này. Chứng minh góc E này này. Nha. Và góc ở đây này. Rồi, em suy nghĩ chút xíu vậy. Rồi, các em quan sát ra hình dẫn nha. Ta đây là C1. Đây là C2. Định dạng trước khi này. Em nhìn nha. Góc E này. Góc E là góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Góc ngoài của tam giác. Thấy không? Có phải bằng C1 cộng góc A đúng không? Đúng không? Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Rồi tiếp tục. Góc C này nè. Góc ECB á. Góc ECB á. Có phải bằng C2 không? Cộng góc KCB không? Hai này bằng nhau. Phải A bằng góc C gì nữa. Hai góc này bằng nhau học từ năm lớp 8 rồi. Góc này có phải bằng góc này không? Hai góc này bằng nhau cùng phụ góc B. Đúng không? Hai này bằng nhau, hai này bằng nhau chắc ăn hai góc này bằng nhau. Mà hai góc này bằng nhau tam giác cân, mà tam giác cân thì cạnh này bằng cạnh này. Xong rồi. Hiểu ý rồi không? Vậy thì tôi trình bày ha. Rồi, ta có góc E nè, góc E này nha, góc E chính là góc CEB đấy nha. Đó, giờ tôi viết trình bày hoàn chỉnh này nè. Ta có góc CEB. Đó, bằng góc C1 cộng cho góc gì ạ? Góc A nè, tại vì một mình nó là góc A, ghi là A cũng được chẳng sao. Và ngoặc ra góc ngoài của tam giác AEC. Rồi góc tiếp theo là góc ECB. ECB bằng góc C1 bằng C2 các em cộng góc KACB. Đó, hai góc này cộng này. Đó, góc lớn thì bằng góc này cộng này. Mà C1 bằng C2 giả thiết là ta cho thôi. Nha. Đó, đây giả thiết nè. Và góc A bằng góc KCB. Mở ngoặc ra vì cùng phụ góc B. Đây, hai góc này. Hai góc này nhé, hai góc này bằng nhau vì cùng phụ B. Này nè, cộng này 90, này cộng này 90, đúng không? Vậy từ đây suy ra góc CEB bằng góc ECB. Nên tam giác BCE
cân tại đây. Kết luận vậy BC bằng BE nha các em. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like share để cho tôi có động lực làm video tiếp theo cho các em xem nữa nha các em.